是照旧无常，前行仍旧遍地雪霜。当四季尚在场时，能怀抱你是最大理想。现实是日夜只懂念旧，没有办法放手，只梦想跟你去其世，风再急可捉紧你手，从头开始，多多一次靠你我来重演。集上集就如排练，就让剧情缓缓改变，从头饰演，饰演一个更信爱情人选。相恋知道上集未能完事，吐尽热情重来一遍。然而远方是各自各一边，但愿有天会怎跟你结识暗恋，亦恋多一遍，期盼来到这天，遗憾桥段可变。唯独人物不cà tình yêu, mời uống. Cảm ơn. Canh tình yêu thương của má khác xa những món ăn ở trong căng tin chúng ta. Thật ra tôi cũng hiểu ba của cô. Cô cho ông ấy chút thời gian đi. Tôi tin rằng ông ấy cũng không muốn chú của cô ra đi trong hối tiếc đâu. Tôi đang nghĩ vậy như vậy bác gái nói hôm nay. Nếu như chú cảm thấy chết không hối tiếc thì có phải là tôi cũng nên đừng cố chấp quá không? Có thể là chú ấy có bí mật không thể nói ra. Bí mật gì à? Nè, nếu như bác Kim đúng là đã thấy chú cô có phản ứng với bài hát này, có nghĩa là chú ấy vẫn còn dương vấn một chuyện gì đó. Như vậy có thể chỉ có ông ấy mới biết là chuyện gì thôi. Nếu như tôi là cô, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ giúp chú cô hoàn thành tâm nguyện. Hứa Thiên Nhi đúng là Hứa Thiên Nhi. Không ai có thể cản trở những gì mà cô muốn làm. Chỉ cần là việc đúng, cho dù cực khổ ra sao cũng kiên trì, như vậy mới có ý nghĩa chứ. Sắp tới gần đây tôi có rất nhiều chuyện phiền phức, nếu không tôi cũng giúp cô. Nhưng dù sao đi nữa, trên tinh thần tôi cũng sẽ ủng hộ cô hết mình. Cố lên. Cố lên. Cảm ơn cô. Tổ bệnh lý hóa học đã khẳng định được Hà Tấn Kim mắc chứng viêm não NMDA. Quả nhiên là đúng. Cảm ơn bác sĩ Lạc. Tôi muốn hỏi, căn cứ theo bệnh lý này, cứ 100 người bệnh thì 91 người là nữ giới. Tại sao lại khẳng định Hà Tấn Kim là NMDA xuất hiện vấn đề vậy? Muốn trở thành một nhà bệnh lý học, cho dù là 1% thì chúng ta cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa bây giờ có tới 9%. Đương nhiên là chúng ta còn phải quan sát và phân tích, sau đó mới kiểm chứng trong 9% này được. Hiểu rồi. Sao mà nhăn mặt lại vậy? Tôi đang xem tế bào dạ dày, kiểm tra thử xem có phải là ung thư dạ dày hay không. Bộ sư huynh không có chỉ cho sư muội hay sao? Cậu ấy có dạy tôi, là vấn đề của tôi thôi. Đừng có căng thẳng. Thực ra muốn biết chính xác tính chất của tế bào thì kết quả xét nghiệm và bản chẩn đoán lâm sàng bổ sung đều quan trọng như nhau. Nhưng mà nhiều lúc kết quả xét nghiệm và chẩn đoán lâm sàng lại xảy ra sơ suất. Lúc này thì chúng ta phải phân tích tỉ mỉ hơn. Tôi hiểu rồi. Cô phát hiện được gì rồi? Dưới kính hiển vi phát hiện một bộ phận tuyến dưới rõ ràng khác với những tuyến khác. Những tuyến không bình thường sẽ hẹp hơn. Hơn nữa cấu hình cũng khác nhau. Tế bào hạch màu đậm hơn. Tế bào hạch và tế bào chất có tỷ lệ tăng lên. Điều này làm tôi cảm thấy là ác tính. Nhưng nó lại không có hiện tượng xâm nhập vào cơ chất. Vì vậy tôi cảm thấy đây không phải là ung thư. Cho nên tôi không phán đoán được là ác tính hay là lành tính. Tôi cảm thấy nó ác tính nhiều hơn lành tính, mà lành tính cũng nhiều hơn ác tính. Xin lỗi nha, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Thật ra thì cô phân tích cũng tốt lắm. Thật sao? Bây giờ tôi phải đến chỗ bác sĩ Hướng báo cáo tình hình bác Kim. Cô có thời gian không? Đi chung với tôi. Không phải gửi báo cáo qua là được rồi sao? Nhiều lúc báo cáo trực tiếp á, có thể làm tăng sự tự tin. Đi thôi.
Kết quả báo cáo khẳng định trong não tủy sống bên trong của bác Kim có kháng thể NMDA. Có nghĩa là bác Kim bị viêm não là do kháng thể NMDA xuất hiện vấn đề. Rất có khả năng là khối u, chính xác là khối u teratoma. Đối với nam giới, vị trí của khối u thông thường có hai nơi. Một là tinh hoàn, nơi thứ hai chính là khoảng trống trong lồng ngực giữa tim. Phải chụp CT scan để xác định. Và hai người có xác định là khối u lành tính hay ác tính không? Tạm thời chúng tôi không phán đoán được. Tại vì... Bác sĩ Lạc, bác sĩ Hướng, tôi có thắc mắc về kết quả xét nghiệm, có thể giải thích lại không? Lúc nãy bác sĩ Phạm đã phân tích rồi. Tôi cảm thấy phán đoán của cô ấy rất là đúng. Nhiều lúc chúng ta không thể thấy được thuộc tính của khối u cũng là chuyện bình thường. Rất có thể là nơi lấy tế bào xét nghiệm không phải là khu hoạt động của tế bào ung thư. Cũng có thể là bệnh nhân đang trong giai đoạn biến chứng bệnh. Cho nên tôi đề nghị mọi người kiểm tra lại một lần nữa để mà tránh phán đoán sai. Rõ rồi, tôi sẽ bàn lại với bác sĩ Đặng. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ sắp xếp chụp CT scan trước. Cảm ơn. Làm vậy đó, đi thôi. Thực ra thì những việc cô trải qua tôi cũng đã từng trải qua. Đừng có nói là cô, cho dù là tôi bây giờ thì cũng có những bệnh không phán đoán được. Không lẽ tôi phải trách cứ bản thân hoài? Bác sĩ Lạc, anh không cần an ủi tôi. Khoa bệnh lý khác với những khoa khác, nhưng mà cũng có chỗ giống nhau. Cô xem tế bào là bệnh nhân của cô. Nguyên nhân và triệu chứng bệnh đều nằm dưới kính hiển vi, để cô nhìn cho thật rõ. Ở đây tôi có một cấu hình tế bào của bệnh nhân. Tôi vẫn chưa biết bệnh nhân mắc bệnh gì. Cô hãy đem về nghiên cứu, sau đó nói tôi nghe. Có phải là tế bào ung thư không? Nhiều khi có những việc hiểu được một thông đến 100. Cảm ơn mọi người. Đừng nói như vậy mà, chúng ta là bạn đó. Chúng ta làm như vậy có phải là xâm phạm quyền riêng tư không? Tôi cũng biết làm vậy là không đúng. Nhưng mà ba không chịu nói cho tôi biết chuyện giữa ba và chú. Tôi cảm thấy ba đang giấu tôi. Ba còn khẳng định là bác Kim nói bậy nữa. Ba không quen biết người, tên Gia Bích cũng không có lạ gì. Nhưng mà tại sao lại khẳng định chú không quen biết cô ta chứ? Chứ nghe được The Way We Will thì lập tức có phản ứng. Tôi cảm thấy bài hát này có liên quan. Chú còn nói muốn gặp người mà chú có lỗi nhất ở trên đời. Tôi cảm thấy có liên quan tới bài hát này mà. Ý? Xa xa. Chú của cô và Lâm Gia sau khi chụp hình chung vào tháng 7 năm 1983 cho tới nay thì không có chụp chung nữa. Đúng ra kỳ nghỉ hè thì phải chụp hình nhiều chứ. Ngày cuối cùng của cuốn nhật ký này là 24 tháng 7 năm 1983. Do ông ấy chỉ viết có hai chữ tuyệt giang thôi. À, tôi tìm được rồi. Có phải chú muốn gặp cô gái này không? Cô gái này có phải là Gia Bích mà bác Kim nói hay không vậy? Chẳng lẽ Gia Bích là ca sĩ, bác Kim là người hâm mộ sao? Chẳng lẽ là chuyện tình tay ba, bác Kim và chú của cô là tình địch sao? Chà, hát hay tới nỗi ai cũng biết tên. Còn có công ty ca nhạc ký hợp đồng cho cô ta làm ca sĩ nữa, thiệt là lợi hại nha. Nếu như cô ta nổi tiếng như vậy, tại sao tư liệu về cô ta là ít quá vậy chứ? Tìm thêm mấy bản đi. Nhưng mà tôi nghe hết 3 lần rồi cũng không nghe được có phải là cùng một người hát hay không. Nè nè nè, mọi người xem nè. Nữ ca sĩ Gia Bích treo cổ tự tử tại nhà vào ngày 24 tháng 7 năm 1983, là ngày thứ hai sau khi ghi âm hèn chi nhật ký của chú cô ghi tuyệt giang. Người làm phát hiện báo cảnh sát, còn nói là lúc đó đang mở bài hát The Way We Were. Sau đó mỗi năm đều có một cô gái hát bài này vang ra từ một ngôi trường bỏ hoang, cũng chính là bài The Way We Were. Từ đó bắt đầu tin đồn có ma. Bài hát này cũng bị đài truyền hình cấm phát luôn. Xui xẻo ghê. Nè, cô có cần sợ dữ vậy không? Cũng là bác sĩ mà, hả? Thật ra thì ở trong bệnh viện có thứ gì đi theo cô không vậy? Ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi về trước nha, tạm biệt. Cô sợ ma tới vậy sao? Người cũng chết rồi, cho dù là tâm nguyện của chú thì cũng không hoàn thành được. Chúng ta cũng đã cố gắng rồi, chú của cô sẽ hiểu mà. Hôm nay đi suốt một ngày chưa có ăn gì hết, đói bụng quá đi. Xin lỗi,
Anh muốn ăn cái gì tôi nấu cho anh. Nè thôi đừng có nấu, chúng ta ra ngoài ăn đi. À, để tôi tìm xem có cái gì ngon không. Xa xa cô nhìn xem. Có tôm tắc tiểu sử trong diễn đàn nè, bấm vô thử đi. Ừ. Nhưng mà lại không có tin nhắn của Lâm Đại Thăng hoặc anh Thăng. Chú của cô có phải có tin khác không? Anh đoán xem, nếu chúng ta tải tiếng của chú tôi về, nói là cần tìm người, anh nghĩ có phản ứng gì không? Tìm người, lạ quá đó. Hơn nữa rất dễ bị người ta giả mạo. Nếu không thì chúng ta dùng tên của chú cô để lại tin nhắn, nói là rất muốn gặp cô, nhớ cô. Được đó. Chú à, người chú muốn gặp có phải là người đã hát chung với chú hay không? Cô ấy có phải là Gia Bích hay không? Xa xa. Chú à, thật ra Gia Bích. Chúng tôi đã tìm được Gia Bích rồi, nhưng mà cô ta đã mất rồi. Nhưng mà tụi con đã gửi đoạn hát của chú với cô ấy đến trang web của cô ấy rồi, cho nên tâm ý của chú, cô ấy sẽ nhận được. Chú yên tâm. Bác Kim, bác sao rồi? Tôi rất là yếu Gia Bích. Em đừng có bỏ rơi tôi. Gia Bích ơi, em về đây đi. Gia Bích. Bác Kim ơi, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nha, bình tĩnh lại. Được rồi. Có phải chúng ta đã hiểu lầm rồi không? Bác Kim mới là người tìm Gia Bích. Vào đi. Không làm phiền mọi người chứ? À không. Báo cáo của bác Kim đã chuyển qua rồi. Nhìn xem, là khối u teratoma. Tôi đề nghị chuyển sang khoa ngoại lồng ngực, sắp xếp phẫu thuật cắt bỏ khối u này, đồng thời làm xét nghiệm tổng quát. Được. Cô tìm bác sĩ Tiền chuyển lời đi. Dạ biết. Bây giờ con đã rõ rồi chứ? Những gì bác Kim nói với con lúc trước, toàn bộ câu chuyện, sự việc và nhân vật đều đảo ngược hết đó, không hề đáng tin. Hơn nữa sự thật đã chứng minh, cô tìm đến người mà chú con mong muốn được gặp, đó chỉ là kết quả lộn xộn ở trong ký ức của bác Kim mà thôi. Toàn bộ khí quản của chú con đã yếu đi rồi. Nếu như cứ giữ chú ấy lại, chỉ làm cho chú ấy thêm đau khổ thôi. Con có biết không? Nhưng làm sao ba giải thích được đoạn nhạc ghi âm của chú với cô gái đó? Phải, có thể những lời nói của bác Kim là sai, nhưng mà con đã nhìn thấy phản ứng của chú khi nghe được bài hát này. Vì vậy con không tin rằng chú ấy không có quan hệ gì với Gia Bích cả. Con còn không biết năm 1983 đã xảy ra chuyện gì, tại sao bài hát được ghi lại Gia Bích lại chết. Sau đó ba với chú không còn chụp hình chung, nhưng con không cảm thấy tất cả đều là sự trùng hợp. Tại sao ba lại không giúp em trai của mình hoàn thành tâm nguyện chứ? Có phải là ba có nỗi khổ gì hay không? Nói chung là ba sẽ không thay đổi ý kiến của mình đâu. À, thì ra David đến trung tâm dữ liệu tặng quà. Chúng ta chẳng biết tin đi chơi thôi. À, có thể giúp được gì cho anh không? Tính cách con gái của tôi giống hệt với em trai của tôi vậy, đều rất ngoan cố. Anh thấy quyết định dự đoán của tôi có sai không vậy? Việc gì cũng có hai mặt hết, cẩn thận đó. Cô Gia Bích là ca sĩ trong quán bar, nhưng cô ấy hát rất là hay, cho nên cổ nổi tiếng nhanh lắm. Công ty gia đình chúng tôi thấy cô nổi tiếng như vậy, liền ký hợp đồng với cổ. Còn tìm nhạc sĩ để giúp cho cổ ra đĩa nữa. À, lúc đó tôi rất thích cô ấy nha. Cô có thích không vậy? Tôi không biết, tôi đâu có ở vào thời đại đó. Không phải, tôi nói tuổi chúng ta bây giờ mới là bước ngoặt trưởng thành của cuộc sống đó. Nói tới phụ nữ là nói tới sự quyến rũ, nói tới đàn ông phải dùng sự cuốn hút. Sau đó thì sao? Chết rồi. Tại sao? Cô đã tự chết vào năm 1983 rồi. Ông trời thật là tàn nhẫn đó. À không phải, gặp phải người xấu xa. Bác Kim hả? Nói chung là cứ kệ đi, sau khi cô ấy chết để lại một đống đồ không ai coi. Khoan đã, lúc này bác Kim có thể nói đúng đó. Trước khi cô ấy chết đã gặp được một công tử giàu có nhưng lại hào hoa. Họ yêu nhau rất mãnh liệt, nhưng không biết tại sao người đàn ông đó đột nhiên bỏ đi. Cô đau lòng thành ra tự sát đó. Đời người chỉ có như vậy thôi. Lúc cuộc đời của mình gặp được một người mình thích hợp, tình yêu luôn mãnh liệt như vậy đó. Lăng nhăng như vậy mà anh còn nói là đúng. Ví dụ người đàn ông đó là bác Kim, năm đó
Bác Kim bỏ đi sau khi Gia Bích chết thì mới quay về. Bác ấy không biết người tình cũ đã chết cũng rất hợp lý. Hơn nữa năm 87, thị trường chứng khoán sụp đổ, bác ấy có thể trở nên nghèo nàn trong chốc lát. Ừ, có phải sau khi bác Kim bỏ đi thì Gia Bích đã quen với chú hay không vậy? Không ngờ anh lại có hứng thú và nghiên cứu kỹ chuyện của thập niên 80. Nhưng mà lại càng không ngờ Gia Bích có liên quan đến gia đình của anh. Cô có hứng thú với gia đình của tôi không? Bây giờ mới nói cho anh biết. Hôm đó tôi dọn vào đây ở, có phải tôi nói là muốn biết thêm về nhà anh để viết vào sách mới của tôi, có đúng không? Thật ra không chỉ là như vậy, tôi định dọn vào để cho Janice có thể gần gũi với ba nó hơn. Tôi biết. Anh biết? Tôi biết chứ. Con người của anh rộng lượng như vậy sao? Nói tới thế hệ 80, đi tia Maria này là thức uống hồi đó. Tôi thường bỏ thêm bánh kem phô mai Italy vào. Thử đi, ngon lắm đó. Wow. Nè, có phải anh yêu thầm Gia Bích không vậy? Thần kinh. Yêu thầm cái gì? Nhưng mà tôi thích cuộc sống như năm 80 lắm đó. Tôi thích cách nghĩ về tình yêu của họ. Chỉ yêu một người, chung thủy với một người. Tôi cũng vậy đó. Được rồi, không cần phải tự khen bản thân đâu. Không chỉ vậy, tôi còn rất lãng mạn nữa. Xin mời. Đi ra đi, đừng có đùa nữa mà. Sẽ có một ngày cô chấp nhận tôi cho bà coi. Bác Kim. Bác Kim à. Cô đến rồi sao? Tôi nhớ cô lắm. Bác Kim, ngày mai bác sẽ được chuyển qua khoa ngoài lồng ngực. Lúc đó họ sẽ giúp bác làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhớ một người, con hiểu được cảm giác này mà. Con cũng rất nhớ một người, nhưng lại không biết người đó đang ở đâu. Đúng đó, nhớ một người thật là đau khổ đó. Gia Bích. Gia Bích, tại sao em không hát cho tôi nghe? Đi đâu rồi Gia Bích? Gia Bích. Gia Bích. Rõ ràng anh mới bị người ta đuổi mà sao còn ở đây giả bộ vui vẻ? Ê, cà phê á phải uống vô bụng mới phát ra mùi thơm, mới lưu giữ được, mới làm người ta nhớ đến chứ. Cũng giống như quan hệ giữa người với người vậy đó, anh có hiểu không? Anh ngoài cái miệng thối ra đó còn có cái gì làm cho người ta nhớ anh? Đây là bí mật đó. Ta 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 ta. Chào, hôm nay cô cần gì? Chào qua. Được, cảm ơn. Khách quý tới. Sao, không cần chơi với bé Tình nữa hả? Tôi thành khách hiếm hồi nào vậy? Có tên tôi cô Monica không? Vậy mới giống cô đó. Không có. Sao rồi, mệt lắm hả? Mệt thì về nhà ngủ đi. Có hẹn với người ta. Mệt còn đi hẹn người khác. Để mặt cô, làm cho cô ly cà phê sô-cô-la. Sô-cô-la làm người ta vui, cũng làm cho tinh thần thêm sức sống. Trà qua được rồi. Trà qua, cà phê sô-cô-la. Trà qua, cảm ơn. Ê, cẩn thận đó, nóng lắm. Để xuống đi, tôi chỉ cô nè. Trà qua ha. Đầu tiên á là bỏ trà vào bình trà, ngâm một lát, khoảng chừng 3 phút để mùi thơm của nó tỏa ra hết đi. Sau đó mới đổ vào ly. Thì ra là cô dạy cô ấy uống trà qua. Đúng vậy. Hay là dạy luôn tôi có được không? Được đó. Trà qua có thể làm tinh thần thật sảng khoái nè. Có loại còn có thể trị bệnh, rất là tốt cho sức khỏe của mình. Cà phê đối với tôi quá kích thích, còn cô ấy, con người quá kích thích, phải cân bằng lại mới được. Đúng, cô ấy cần cân bằng, cuộc sống của cổ không cân bằng.
tâm lý của cô cũng không cân bằng. Uống trà quả của cô được rồi ha. Uống đi, xem có giúp được cô không. Uống trà đi. Xin lỗi nha, tối như vậy mà còn hẹn cô ra. Không sao, hôm nay tôi thấy Bắc Kim như vậy, tôi cũng sẽ với anh Quy đó. Cô có sao không? Tôi có giúp được gì cho cô không? Khờ quá, cô giúp tôi nhiều lắm rồi. Ngược lại bây giờ cô có chuyện, tôi lại không giúp được gì. Nhưng cô tính làm sao đây? Không có tài liệu, bà của cô không chịu thay đổi quyết định đâu. Hy vọng là ông trời trên cao. Đúng rồi, tôi nghe người ta nói á, trà hoa có thể nói cho chúng ta biết tâm trạng và vận may của mình ra sao. Vậy sao? Ừ. Thử đi. Sau khi mà lá trà hoa mở ra ha, nếu như là trọn vẹn thì nghĩa là chúng ta rất may mắn đó. Vậy tức là tôi sẽ nhanh chóng có tin tức của anh Quy hay sao? Nói chung là cô đợi tin vui đi. Còn cô? Tôi hả? Vẫn chưa có biết, nhưng mà tôi cũng có tin tức. Nè, trên trang web đã có người trả lời rồi nè, cô xem. Anh là ai? Sao lại có đoạn ghi âm của tôi? Tiết lộ bí mật của người ta, anh thật là bất lịch sự quá đi. Nếu như email là Gia Bích trả lời xa xa, không lẽ có ma thì sao? Bởi vậy cho nên mới để lại đoạn clip này hù dọa cô ấy. Trời ơi, đừng có nói nữa mà. Tử Đình à, nhắc như vậy làm sao làm bác sĩ được chứ? Có thể là dân mạng lấy ra đùa, nó bậy thôi. Nói gì thì nói, có thể là chủ trang web tưởng xa xa đang đùa đó. Không phải, xa xa đã hỏi chủ trang web rồi, không phải Gia Bích trả lời. Không sao, Đình Đình, Gia Bích đang tìm cô đó. Trời ơi, nghe đồn trên mạng á, có một ngôi trường quan mỗi năm vào tháng 6, tháng 7 đều có người hát. Có thể Gia Bích mở show ca nhạc đó. On the way we were. Mọi người đừng có hù Tử Đình nữa, không lát nữa cô không ngủ được bây giờ đó. Không phải, mặc kệ là người hay ma cũng phải hẹn ra gặp mặt, không chừng lại biết được sự thật. Nhưng mà bác Kim á, mới là người tình cũ của Gia Bích, đâu có liên quan đến Lâm Đại Thắng. Vậy tìm làm gì? Hey, đoán thôi mà. Bác Kim đó không biết có thật không nữa. Nè Đình à, cô có đi không? Đừng có gây chuyện nữa mà. Cô không muốn biết sự thật sao? Tôi thì rất muốn biết đó. Rốt cuộc Gia Bích, Lâm Đại Thăng, Lâm Đại Quang và bác Kim có phải là một cuộc tình tay tư bí mật không? Chiều cũng đổi rồi, hẹn cô ta ra đi. Nè nè nè, nè. Ê, anh chạy, đừng có chạy nha. Lần nào cũng vậy á, thì là quá đáng mà. Tôi qua tìm xa xa. Tôi đi qua tìm xa xa, cô có đi không? Nhát gan quá. Có gì đâu phải tò mò chứ. Cô đó, anh ta kiếm cớ qua tìm người ta thôi. Hành Tây rõ ràng thích xa xa mà. Đình Đình, hay là ngăn cản anh ta lại đi. Nếu không cô sẽ... Liên quan gì tôi chứ. Mọi người đừng có nhiều chuyện nữa. Người ta trở thành bạn bè hết chuyện rồi, còn ở đó châm dầu vô lửa. Nhớ kỳ đâu? Ý trễ vậy, ăn cơm chưa anh? Ăn rồi. Sao vậy? Sao lục hết sách của tôi ra vậy? À đúng rồi, tìm sách cứu Tiểu Ngư. Cô ấy nói cần xem những thứ về tế bào. Tiểu Ngư cần gì kêu cô ấy gọi điện cho tôi tìm giúp cô ấy được rồi. Anh đừng như vậy mà, anh càng lo cho chị chứ càng giận đó. Hôm nay anh cũng mệt rồi, hay là về phòng ngủ đi, ngày mai phải chụp hình, không nhớ hả? Tôi nhớ rồi, tôi đi tắm nha. Ừ. Bác sĩ Lạc. Ủa, là anh à, sao sớm vậy? Chào buổi sáng. Nghỉ phép hả? Đúng vậy. Nghỉ phép mà còn đến tìm tôi? Tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới Tiểu Ngư. À, tôi có việc làm. Mình vừa đi vừa nói đi. Có phải gần đây Tiểu Ngư rất mệt hay không? Còn nữa, gần đây có phải ở khoa não không? Khoa não rất khó, cô ấy có chịu được không vậy? Khoan đã, thường ngày anh hỏi bệnh nhân có phải luôn hỏi không ngừng gì không? Nè, nhìn vào báo cáo cũng không thực tế bằng nhìn vào bệnh nhân, đúng không? Toàn bộ mọi người khi đến khoa bệnh lý lúc đầu không quen là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà anh không thể nói là anh chán được. Nè, có một số người sẽ nhìn vào kiến hiển vi như là một cái kính vạn hoa vậy đó, xem các tế bào luôn thay đổi, nhận thấy nó rất thú vị. Cũng có người coi nó như kính viễn vọng thiên văn, xem tế bào giống như là ngôi sao vậy đó. Bác sĩ Phạm chỉ mới bắt đầu. Có lẽ là trong tương lai cô ấy có thể xem tế bào như một tác phẩm nghệ thuật hay là một ngôi sao. Không có ai cản trở, thật là tự do.
Hơ, hôm nay nhờ anh mà tôi mới có thể làm người đàn ông độc thân một ngày được đó ha. Có phải không đó? Nhưng mà lúc nãy nhìn anh á, anh chụp cả gia đình của người ta. Anh nhìn xem, coi nè. Người đàn ông biết chăm lo gia đình lúc nào cũng gọn gàng thì tốt hơn. Một mình có gì vui đâu. Tôi nghĩ bà xã của tôi mà được khỏi nhà 10 ngày đến nửa tháng, đâu chứ vẫn luôn mấy đứa nhỏ đi chung, tôi vui biết mấy ha. Mới kết hôn là vậy mà. Đúng đúng đúng. Nếu như Tiểu Ngư không có gì thì đâu cần phải lo lắng. Mọi người cũng biết cô ấy bị bệnh mà. Tôi là chồng cổ, muốn quan tâm cổ, chăm sóc cô ấy là chuyện bình thường thôi. Nè người anh em, hình như anh quên mình cũng là bệnh nhân rồi phải không? Anh biết tôi có bệnh thì được rồi, sao không thấy anh chăm sóc tôi hả y tá? Ý trời, anh ta chăm sóc anh hả? Nằm mơ đi. Nè anh nói cái gì vậy? À không, ý tôi là thật ra bà xã của anh cũng chỉ muốn anh thả lỏng, đừng có căng thẳng quá thôi. Đúng, cho nên hôm nay chúng ta không phải là nhân viên y tá đâu, chúng ta là dân nhiếp ảnh. Nói về nhiếp ảnh đi. Đúng đó, tôi đang muốn chụp sao. Rồi, rồi sao như vậy? Lấy đâu ra sao cho anh chụp chứ? Lấy 3 sao trong thẻ căn cước cho anh chụp được không? Còn nữa nè, muốn chụp sao thì phải có kỹ thuật cao lắm. Cả ba chúng ta có muốn chụp cũng không thể nào chụp được đâu, đúng không? Không phải, tôi muốn chụp thật mà. Tôi sẽ đợi trời tối. Ờ, nè, tôi lập ra độc thân chỉ có thể làm tới lúc mặt trời lặn thôi. Trời tối phải làm chồng lại rồi. Ờ, tôi cũng có hẹn như Mỹ Tuyết. Tôi sẽ tự ngồi đợi. Thiệt hả? Anh hẹn cô ta ra gặp mặt, cậu nói sẽ giúp cô ta hả? Ê, hành tây qua đây. Cũng biết cô ta trả lời anh sao nữa. Hẹn gặp ma nữ căng thẳng lắm chứ bộ. Anh có biết tôi đang làm cái gì không? Tôi đang tìm cái áo có in hình chữ thập. Đến lúc đó cô ta nhìn thấy cũng phải lùi lại 3 mét. Nè, chuyện gì đây? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tôi đang bận mà. Nè, hay là chúng ta xâm nhập vào địa chỉ xem cô ta là ai đi. Sao nói là tìm áo? Cũng anh được Tây đó. À, đừng nói chuyện nữa. Tôi muốn hỏi cậu, làm sao chụp được sao vậy? Ê, tôi đâu có biết, anh tự lên mạng tìm đi. Thiếu gì trong web người ta chỉ chứ. Xin lỗi, nói tiếp đi. Cậu đúng là không có tình người á. Nè, anh nói cái gì anh vậy? Anh Tây không có tình người, nó không có tình người, không có tình người, không có tình người, không có tình người. Nè, không có tôi tình người đó. Nha, tạm biệt. Anh dài thế ớn luôn. Ê, tôi không có rảnh thiệt mà. Làm ở phòng khách đi, đừng có vô phòng. Chị hai, em cho chị biểu đồ chụp X-quang. Gửi email cho chị, hay cuốn này là cổ nhất kiện, chị từ từ coi đi nha. Cảm ơn em nha. Chị từ từ coi, từ từ ăn, coi chừng khó tiêu đó. Hôm nay đến hạn rồi, ngày mai chị phải gặp sếp. Đến bây giờ chị vẫn chưa khẳng định được cái hình này là tế bào của khối u nào, chị chết chắc rồi đó. Nè, em thấy khoa bệnh lý sao mà khó khăn vậy, chị có mệt không? Chị cẩn thận sức khỏe đó. Thật là có trách anh rể lo cho chuyện như vậy. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Nè ăn sáng, qua đi. Con đang ăn rồi má. Trời ơi, má không cần nấu nhiều đồ ăn sáng, con ăn không có hết đâu. Hiếm khi con về ăn sáng, đương nhiên là má phải làm thiệt nhiều đồ ăn cho con ăn rồi. Ăn của má đi, đừng ăn của con, nhận lệnh. Má, như vậy có phải là xa cưng gần ghét hay không vậy? Lúc có một mình con, má đâu có cưng con như vậy đâu. Chị hai vừa mới về thì má thay đổi liền luôn à. Con còn nói nữa, má làm cho con ăn, con đâu chịu ăn. Nè. Bây giờ con về là để làm việc, hai người đừng ồn được không? Con đó, tan ca rồi á, còn coi sách nữa. Đừng nói là má chồng con, má nhìn thấy cũng đau lòng. Sao con chuyển khoa còn cực khổ hơn là lúc trước như vậy chứ? Hả? Hả? Má à, má yên tâm đi, con chịu đựng được không có gì đâu. Hơn nữa bây giờ so với khoa lúc trước, chỉ là coi sách thôi, không có gì hết. Con cố ý không muốn ở nhà. Má công má chồng thường hay hỏi con, chừng nào con mới cho Nhất Kiện trở về nhà. Má chồng nhớ con trai, hỏi vậy là đương nhiên rồi. Hai vợ chồng chị không ai chịu nhường ai hết á. Hai người đừng có công kích con được không? Bây giờ con đang suy nghĩ rối lắm rồi. Hay là hai người ăn sáng đi. Nè, đi ăn sáng đi. Chào. Bà xã, tủ trống kế bên có đồ trang, Nhất Kiện. Bà xã, có nhận ra những ngôi sao đẹp như vậy được chụp ở đâu không? Là nơi mà anh và em từng đi qua. Thì ra, chụp sao có rất nhiều cách khác nhau. Kiên nhẫn lâu một chút, thậm chí có thể chụp được những ngôi sao mà bình thường không thể nhìn thấy. Những vệt sáng nối dài từ những ngôi sao. Có người nói một bác sĩ bệnh lý học giỏi có thể nhìn thấy tế bào dưới ống kính hiển vi sáng như những gì tinh tú vậy. Hy vọng em có thể nhìn thấy cả dải ngân hà dưới kính hiển vi. Nhất Kiện đâu.
Chào cô. Chào buổi sáng. Có kết quả chưa? Có, nhưng tôi có một điểm vẫn chưa nghĩ ra. Ừ. Đây là bản bệnh án mới nhận được, trong đó có một biểu đồ tế bào não. Cô xem trước đi, lát nữa tôi tìm cô nói sau. Là diffuse axonal injury, tổn thương sợi trục lan tỏa. Có phải bệnh nhân có chấn thương về não không? Đúng không vậy? Nhanh và chuẩn. Là cô đột nhiên thông suốt hay là có cao thủ giúp đỡ vậy? Đúng thật sao? Đúng là học một hiểu 100. Tấm hình mà trước đây anh đưa cho tôi, lúc đầu tôi nghĩ nó là một khối u thần kinh ác tính cấp thấp. Nhưng mà xem qua xem lại, hình như là tế bào bắt đầu biến lớn, chất tế bào tăng làm cho tế bào bị sưng. Nhưng cuối cùng tôi đã phát hiện đây là một biểu đồ tế bào rất bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ duy nhất là tế bào bị nhiễm màu quá lâu, màu sắc xanh biến thành màu đậm cho nên nhìn giống như là khối u. Hơn nữa tôi so sánh với nhiều biểu đồ khác cũng là màu xanh, cho nên tôi mới có thể khẳng định chắc chắn. Lúc nãy tôi nói là không hiểu, tôi không hiểu tại sao anh lại trêu tôi. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Thật ra nguyên lý chính là sự nhanh nhạy trong nhận biết. Chỉ cần cô xác định được biểu đồ tế bào bình thường làm gì, thì đến khi gặp được biểu đồ tế bào có vấn đề thì cô sẽ lập tức phát hiện đâu là tế bào tốt, đâu là tế bào xấu. Độ nhanh nhạy này là bước đầu tiên để mà trở thành một bác sĩ bệnh lý. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi thông suốt. Là cô thông minh thôi. Thật ra nhờ một tấm hình ngôi sao mà tôi mới suy nghĩ thông suốt. Tấm hình đó vì tôi nhìn nó quá lâu nên tôi có thể nhìn thấy ngôi sao mà mắt thường không nhìn thấy được. Tế bào cũng giống như ngôi sao vậy, nhiễm sắc quá lâu thì sẽ có hiệu quả khác nhau, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Bác sĩ Tiêu nói với cô à? Thật ra thì tôi không có nói gì với cậu ấy hết, nhưng mà cậu ấy lại biết dùng một tấm hình ngôi sao để mà giúp cô. Tôi nghĩ thật ra cậu ấy cũng không có phiền lắm đâu. Trước giờ tôi không hề cảm thấy anh ấy phiền, chỉ là anh ấy quá lo lắng cho tôi thôi. Thật ra nhiều lúc có những vấn đề nhìn vào thì có thể ảnh hưởng lên cảm giác của con người. Cũng đừng quá cố chấp. Nhất Kiện à, em rất vui khi biết được anh có thú vui thích chụp hình. Cố lên nha. Rất cảm ơn tấm hình ngôi sao của anh đã giúp em rất nhiều. Em cũng rất có hứng thú đi thám hiểm ngân hà. Em biết anh không có tăng ca sớm dậy, gặp nhau ở ký túc xá nha. Xa xa hứa sẽ dạy Mỹ Tuyết làm qua giống nổi. Em cũng muốn thuận đường đi học. Tiểu Ngư. Chị để qua và lá xong á, thì lấy một miếng gỗ lớn đè chặt lên, sau đó cột chặt lại để nước trong đó có thể chảy ra hết nha. Tiểu Ngư à, có cảm thấy quen lắm không hả? Có gì đặc biệt à? Đặc biệt lắm đó. Chúng ta phải cảm ơn Mỹ Tuyết, nhờ cô ấy nuôi qua chết hết nên chúng ta mới có vật liệu này. Không phải chứ, bị héo chết hết hả? À, xin lỗi chị hai, dạo này em bận quá, không có thời gian tưới nước. Bận chỉ là cái cớ của cổ, tôi rảnh rỗi nhất nè. Anh biết mình rảnh rỗi là được rồi, còn rất là dư hơi nữa. Tôi cũng là bác sĩ, ai cũng phải trực ca mà. Đủ rồi, lớn như vậy mà còn cãi nhau nữa hả? Héo chết thì kệ đi. Nè, cảm ơn cô giúp chúng tôi trồng hoa đẹp tới như vậy. Nè, hai người vẫn đang tìm chuyện cô ma nữ đó hả? Là người là ma sẽ biết nhanh thôi mà. Ý, cô ta hẹn chúng tôi về trường gặp mặt và phải trả đoạn ghi âm cho cô ta. Tôi đã lấy rồi, chép thành đĩa. Thật ra trả lại nguyên vẹn cho cô ta cũng đúng thôi mà. Cho dù không phải là ma thì cũng có thể là trò đùa mà. Hoặc là có người có mục đích gì đó khác chăng? Hả? Anh có mục đích khác hay không? Đương nhiên là không có. Tiểu Ngư, Nhất Kiện có gửi hình cho cô không vậy? Sao cậu biết vậy? Nè, đừng có nói là cả bệnh viện đều biết hết đó nha. Đương nhiên không phải, anh ấy phiền tới nỗi cả trái đất cũng biết rồi. Anh đừng có nói người ta như vậy mà. Thật ra tôi cảm thấy anh ấy đối xử với Tiểu Ngư rất lãng mạn. Anh muốn chụp bầu trời sao hay là quỹ đạo? Bầu trời sao có khác gì với quỹ đạo hả? Mắt thường chúng ta chỉ có thể nhìn được một đốm ngôi sao mà không thể nhìn thấy dấu tích di chuyển của sao. Nhưng chỉ cần chúng ta tiếp xúc một thời gian lâu á, thì có thể chụp được quỹ đạo của sao mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Thôi đi, nói chuyện với trâu. Xa xa, cô dạy cho ảnh chụp sao thường trước đi. Chụp sao quan trọng nhất á, là phải có giá đỡ, như vậy mới chắc chắn.
sau đó dòng sáo phải chỉnh tên lớn nhất, sau đó thu nhỏ một chút. Tốc độ phim khoảng chừng 3.200, an toàn tiếp xúc khoảng 8 giây. Nếu quá nhiều thì lần sau ít lại nha. Rõ rồi. Rất tiếc chúng ta ở khu đô thị có rất là nhiều đèn. Tốt nhất là ra chỗ ngoại ô ít đèn một chút mới được. Ờ, vậy tôi thử trước. Ê, nhưng mà giờ vẫn còn sớm. Khoảng sau nửa đêm từ 3 đến 5 giờ là giờ đẹp nhất. Không sao, tôi thử thêm mấy lần coi như là tập luyện vậy. Cảm ơn cô. Nè nè nè, bạn nhỏ, không cần ngủ hả? Ngày mai tôi nghỉ ca. À, nếu tôi chụp tốt sẽ mời cô ăn. Chụp không tốt cũng mời cô ăn. Cảm ơn. Nè, nè, cái này là của xa xa đó. Ăn cướp hả? Hy vọng là anh chụp được. Sớm biết đã đem theo áo khoác rồi. Hèn chi mấy hôm nay anh rể không ngừng sổ mũi và uống thuốc cảm. Thì ra là vì chụp hình mà bị cảm. Mỹ Tuyết, lát cảnh về em nói với ảnh, chị có chuyện đi trước, không thám hiểm ngân hà nữa. Vậy em sẽ nói với ảnh, chị cẩn thận chút nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhất kiện đầu chị muốn chị ấy vui thôi mà. Chị ấy không muốn giúp chuyện gì chị mà quên hết những thứ xung quanh, quên luôn cả bản thân mình nữa. Trà thơm quá hả? Anh hai. Anh hai, không cần kiếm nữa, chị hai đi về rồi. Tiểu Như đi về rồi. Ừ, rửa tay quăng pizza đi. Ở đây có bóng đèn điện lớn, nóng quá trời à. Chị, sao Tiểu Ngư về sớm vậy? Chị nói anh không được khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều hơn đó. Không có, anh đâu có gì không khỏe. Không nghe lời Tiểu Ngư, anh chỉ bị lỗ thôi. Đợi suốt cả đêm mới chụp được mấy ngôi sao đó. Anh có tính chịu đựng như vậy, Tiểu Ngư kêu anh bình tĩnh chút thì anh lại không chịu đựng được. Tôi có đem trà bạc hà qua đây, uống một chút sẽ ngủ ngon hơn. Như vậy đi, nếu như anh không khỏe thì đừng có mơ Tiểu Ngư sẽ đi thám hiểm ngân hà gì đó nữa. Ngoan đi. Chị hai, yên tâm đi, anh hai uống thuốc xong là đi ngủ rồi. Hy vọng anh ấy sớm khỏe lại. Em giúp chị coi chừng ảnh nha. Được, cứ giao cho em đi, coi chừng người khác là nghề của em mà. Đi, chị ngủ sớm nha, tạm biệt. Hôm nay phẫu thuật cho bệnh nhân Hà Tấn Kim, cắt bỏ khối u teratoma giữa tim và phổi. Hôm nay tôi không mổ chính. Bác sĩ Dương, phẫu thuật này do tôi mổ chính. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì bắt đầu vào phẫu thuật. Vào phẫu thuật điện. Dụng cụ định vị. Bây giờ chúng ta bắt đầu cắt bỏ khối u. Kẹp. Vào phẫu thuật điện. Có phải là ngứa tay, muốn ra tay làm không? Ở khoa ngoại lồng ngực lâu như vậy, đã từng nghe tới khối u teratoma, sách cũng đã coi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời, nên tôi cũng muốn xem cho rõ thôi. Ừ. Chỗ trống giữa tim và phổi nam giới xuất hiện khối u teratoma là rất hiếm có. Căn cứ theo trường hợp bệnh, có rất nhiều người cũng không phát bệnh, cho nên họ không biết được mình có khối u này. Khối u của bác Kim trong đó có tế bào não. Việc tế bào não biến đổi trong cơ thể một cách không bình thường, dẫn tới hệ thống miễn dịch sẽ phát ra phản kháng, xuất hiện viêm não NMDA. Nếu như không phải vậy, chúng ta cũng khó phát hiện ra khối u này. Bác sĩ Lạc, tôi có một yêu cầu. Tôi muốn theo dõi báo cáo xét nghiệm của bác Kim.
Cô muốn xét nghiệm khối u teratoma? Không vấn đề, làm gì cũng phải có lần đầu tiên. Nhưng mà tôi muốn dặn dò cô điều này, bắt đầu từ bây giờ đừng có ăn gì hết. Đem đến phòng bệnh lý xét nghiệm. Mày vết mổ. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, em mỏi hả? Em bị cảm sao? Không ăn sáng hả? Có ăn sáng không? Không sao. Có phải bệnh bao tử không? Em ăn lộn đồ hả? Anh giúp em kiểm tra. Tới đây. Em đã nói là em không sao mà. Anh qua đây làm gì chứ? Lúc nãy anh gặp được Hành Tây, cậu ta nói sáng nay em tới xem ca phẫu thuật của bác Kim, phải không? Vậy thì sao? Có phải em muốn về lại phòng phẫu thuật làm phẫu thuật không? Không có chuyện như vậy đâu. Trái tim của em vẫn còn hướng về khoa ngoại lồng ngực. Đó chỉ là cách nghĩ của riêng anh. Em đi xem là muốn xem khối u teratoma là như thế nào thôi. Bây giờ em bắt đầu làm xét nghiệm. Em không vào phòng phẫu thuật cũng có thể giúp bệnh nhân được mà. Em làm xét nghiệm khối u teratoma? Là bác sĩ Lạc kia em làm sao? Anh ta thật quá đáng. Em đến khoa bệnh lý chưa bao lâu, nhanh như vậy là bác em làm thí nghiệm là luôn. Là tự em yêu cầu được làm. Em nói cho anh biết, em chọn khoa này thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Có vấn đề gì không? Tiểu Ngư, em làm xét nghiệm khối u em sẽ bị nôn. Còn nữa, chứng minh em không thích hợp ở khoa này, về khoa ngoại lồng ngực đi. Trương Nhất Kiện à, anh nói đủ rồi đó. Tiểu Ngư à, ở đây là nhà vệ sinh nữ, có phải là anh nên đi ra ngoài không? Anh ra ngoài đợi em. Không cần. Em nói cho anh biết, hôm nay em không muốn nhìn thấy anh. Anh mau ra ngoài đi. Em đừng giận mà. Anh đi.情人们一呼一吸，相爱到底，结果或同样，仍想将你我这么远得更理想。如能重修好一生，不要再想，再一刻谁亦要退下场。多得你在场，多得我在场，天空。 也在场，然后这一张呼吸太无常。